Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Thông tin Người Nổi Tiếng. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin chân dung hai người vợ của nghệ sĩ Tự Long. Nghệ sĩ Tự Long, tên đầy đủ Vũ Tự Long, sinh năm 1973, là nghệ sĩ hài, sĩ quan quân đội, nghệ sĩ chèo, diễn viên điện ảnh người Việt, MC người Việt Nam. Anh được biết đến nhiều nhất với vai trò là một nghệ sĩ hài trong các chương trình truyền hình Gặp Nhau Cuối Tuần, Gặp Nhau Cuối Năm, Chém Chuối Cuối Tuần và Ơn Giời Cậu Đây Rồi. Ngoài ra anh còn là một nghệ sĩ chèo của đoàn chèo Tổng cục Hậu Cần thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam. Đến 2013, anh mang quân hàm trung tá, năm 2016 mang quân hàm thượng tá. Năm 2012, Tự Long được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Năm 2015, anh được phong tặng nghệ sĩ nhân dân. Hiện nay, Tự Long là phó giám đốc nhà hát chèo quân đội. Tự Long quê ở Bắc Ninh, có cha mẹ đều công tác tại đoàn quan họ của tỉnh. Ngay từ thời học sinh, Tự Long đã tham gia phim truyền hình để thu thập kinh nghiệm diễn xuất. Bố mẹ của Tự Long cũng là nghệ sĩ chèo nên phải nay đây, mai đó để biểu diễn. Khi chưa đầy một tuổi, anh đã phải cai sữa và về ở với bà nội ở Từ Sơn, Bắc Ninh. Năm 15 tuổi, anh về sống với bố mẹ trên thị xã Bắc Ninh. Anh từng tốt nghiệp trường trung cấp xây dựng Bắc Ninh, khoa mục dân dụng và sau đó đi làm thợ mộc. Tự Long cũng đã từng làm lơ xe và phụ hồ sách vữa cho các công trình trên thị xã, chạy xe ôm để tăng thu nhập, có tiền nuôi sống bản thân và gửi về cho gia đình. Anh tự nhận mình là người thích ô tô và lái xe và sẽ theo nghề lái xe nếu từ bỏ nghề diễn. Sau khi dành dụm được chút tiền, anh mới thi vào Đại học Sân khấu Điện ảnh và bén duyên với nghề diễn. Tự Long được thừa hưởng cái gen nghệ thuật của gia đình bên ngoại. Sự nghiệp diễn xuất nhiều thành công, nhưng đường tình duyên của nghệ sĩ Tự Long lại khá trơn chuyên. Tự Long kết hôn lần đầu với người vợ Minh Trang, hiện đang làm viên chức nhà nước. Cả hai yêu nhau từ thời sinh viên Đại học Sân khấu Điện ảnh và kết hôn sau 7 năm hẹn hò. Hai người có một con trai tên Gia Anh, thường gọi là Thappy. Họ đã kề vai sát cánh suốt 8 năm, từ khi còn là sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh cho đến lúc kết hôn. Bận rộn công việc, nhưng Tự Long luôn được nhiều người nhận định là có hậu phương vững chắc, một người vợ hết lòng, vì chồng, vì con. Kính tiếng là vậy, nhưng năm 2012, những lời đồn thổi về cuộc sống cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt của vợ chồng nghệ sĩ Tự Long bắt đầu xuất hiện sau một lần hiếm hoi anh chia sẻ đời tư với báo chí. Anh cho biết, sau những ngày tháng ở riêng khá nhiều mệt mỏi, thì vợ chồng anh đã dọn về nhà ngoại ở phố Hàng Bồ để chung sống. Nghệ sĩ Tự Long tâm sự, tôi đã căng ra để sống, vì ngoài công việc, còn có trách nhiệm của người đàn ông với gia đình. Căng quá nên nhiều khi tưởng chừng sắp đứt. Nhưng rồi, theo thời gian, lịch diễn dày đặc và nhiều mối quan hệ công việc đã khiến Tự Long trở thành khách nhà vợ theo đúng nghĩa sau những buổi về khuya. Những bữa cơm chung có mặt anh chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vợ anh cũng đi làm từ sáng đến tối, nên việc nhà, chăm con, gần như trông cậy hết vào bà ngoại. Có lần, Tự Long hé lộ, nhiều hôm đi diễn show ở tỉnh xa đến gần sáng mới về đến Hà Nội. Anh đành đến đoàn chèo ngủ luôn để đến 7 giờ 30 phút kịp điểm danh ở cơ quan như các cán bộ khác. Thông tin nghệ sĩ Tự Long có người mới chỉ được hé lộ chút ít khi anh chia sẻ ảnh của hai người trên Facebook vào cuối năm 2014. Và có lẽ chỉ gia đình hay bạn bè, đồng nghiệp thực sự thân thiết mới biết được nguyên do đổ vỡ hạnh phúc gia đình của anh. Vài ngày sau lễ cưới lần thứ hai, hỏi về đời sống hiện tại, nghệ sĩ Tự Long chỉ chia sẻ ngắn gọn, những gì đã qua thì không lấy lại được, là người đàn ông càng không nên đổ lỗi, hờn trách hay tiếc nuối khi hôn nhân kết thúc. Người ta vẫn tin rằng, nỗi buồn qua đi thì niềm vui sẽ tới. Tôi cảm thấy vui khi sau những tháng ngày khó khăn trong cuộc sống đã tìm được bến đỗ cho mình. Gần như giấu nhẹm chuyện riêng tư, nên nghệ sĩ Tự Long gần như là của hiếm trong showbiz Việt không vướng bận bởi thị phi, ồn ào. Sau những đổi thay ngoài mong muốn của đời sống hôn nhân, anh chưa từng bị nhận gạch đá của búa rìu dư luận như những đồng nghiệp khác, từ Hiệp Gà, Thành Trung cho đến Công Lý. Lý giải sự kính tiếng ấy, nhiều nghệ sĩ cũng là đồng nghiệp của Tự Long cho rằng tính cách anh vốn vậy. Đằng sau vẻ ồn ào, sôi nổi là một con người sống nội tâm, ở anh vừa mang cốt cách chân chất của đất Kinh Bắc, vừa là sự cứng rắn, mạnh mẽ của một nghệ sĩ khoác áo lính. Năm 2012, cặp đôi xác nhận đường ai nấy đi, nhưng vẫn giữ mối quan hệ tốt để cùng chăm sóc cho con trai. Tự Long rất kín tiếng về đời tư. Sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, năm 2015, nghệ sĩ nhân dân Tự Long kết hôn với người vợ thứ hai tên Minh Nguyệt, giảng viên khoa sân khấu điện ảnh, trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội. Hiện tại, tổ ấm của Tự Long Minh Nguyệt đã đón thêm hai thành viên đáng yêu. Được biết, Minh Nguyệt kém Tự Long đúng một giáp. Hai người quen nhau trong một lần Tự Long đến trường Minh Nguyệt đang công tác để học thêm lớp đạo diễn. Khi đi qua lớp Minh Nguyệt đang dạy, khuôn mặt xinh đẹp dịu hiền và phúc hậu của cô khiến anh xao xuyến.
Thế là Tự Long tìm cách làm quen với Minh Nguyệt và nên duyên từ đó. Cả hai tìm hiểu và yêu nhau một cách tự nhiên. Nghệ sĩ Tự Long sau một lần đổ vỡ anh cẩn trọng hơn trong mối quan hệ tình cảm. Nhưng khi đã đủ sự tin yêu và chia sẻ, cả hai quyết định gắn bó và về chung một nhà. Đến nay, nghệ sĩ Tự Long và Minh Nguyệt đã có chung với nhau hai bé gái kháu khỉnh, đặc biệt bé Táo, nickname Con Đầu, có các nét giống y chang bố. Quan sát trên trang cá nhân có thể thấy vợ nghệ sĩ Tự Long là người đảm đang và chăm chỉ khi thường xuyên đăng tải cách làm các món ăn đổi bữa cho con từ khi còn bé, lúc ăn dặm, hay các bí quyết xay, ép hoa quả uống có lợi cho sức khỏe gia đình. Với công việc bận rộn, nghệ sĩ nhân dân Tự Long thường xuyên vắng nhà. Có những đợt anh phải vào thành phố Hồ Chí Minh liên tục để ghi hình cho các chương trình game show. Một mình ở nhà, Minh Nguyệt quán xuyến mọi việc. Cô gần như không mấy khi than thở hay trách cứ chồng, mà chỉ dành những chia sẻ vui vẻ và ấm áp với con và chồng. Bởi vậy, kể từ khi lấy Minh Nguyệt, năm nào sinh nhật nghệ sĩ Tự Long cũng khoe trên trang cá nhân bánh, hoa quả và tình cảm ngọt ngào mà vợ cùng các con dành cho anh. Anh cũng không ngại bày tỏ sự yêu thương mình nhận được từ người vợ dịu hiền này, là một người rất kính tiếng. Tự Long rất ít khi chia sẻ về những câu chuyện đời tư của mình. Thế nhưng qua cách Tự Long thường xuyên đăng ảnh vợ con lên Facebook, dành cho vợ những cử chỉ ân cần, ngọt ngào, đủ thấy anh yêu người phụ nữ ấy rất nhiều. Trong ngày Valentine vừa qua, Tự Long cũng đăng một tấm ảnh gia đình và viết lời yêu thương dành cho vợ con. Chuyện tình yêu có đất trời chứng giám, chuyện của mình chỉ có hai đứa mình biết, nhờ có các con làm chứng. Yêu ba mẹ con nhiều, Minh Nguyệt cũng là một người kín đáo, giản đơn. Dù lấy chồng nổi tiếng, bản thân cũng xinh đẹp chẳng kém gì các hot girl, nhưng Minh Nguyệt lại có lối sống rất dung dị, bình thường. Thay vì khoe những chiếc túi hay giày hàng hiệu, cô chỉ khoe những món ăn đẹp mắt, bổ dưỡng do chính tay mình nấu. Nhìn những bữa ăn Minh Nguyệt chuẩn bị cho chồng con, rất nhiều người phải trầm trồ vì sự khéo khéo, đảm đang của cô. Tuy nhiên, Minh Nguyệt cũng cho biết cô có ba sở thích, đó là sưu tầm nước hoa, đồng hồ và lái xe. Hiện cô đang sở hữu một chiếc xe thuộc dòng cao cấp khá có giá trị. Minh Nguyệt từng tâm sự mình có tính cách hướng nội, ít nói và hơi khép mình, cũng không phải là người thích chia sẻ. Trong cuộc sống, cô luôn cố gắng để mọi thứ diễn ra tự nhiên đơn giản nhất. Bởi vậy, khi quyết định cưới một người chồng nổi tiếng, Minh Nguyệt cũng phải làm quen dần để có thể thích nghi. Tuy nhiên, cô rất chia sẻ với công việc của chồng. Tự Long từng kể, vợ anh thường xuyên phải đợi cơm chồng, rồi có những vừa nhận được tin nhắn 10 phút nữa anh về, nhưng lúc sau lại thấy chồng báo anh phải đi tập tiếp. Sự thấu hiểu của vợ khiến Tự Long cảm thấy cuộc sống của mình thoải mái và cho rằng đó thực sự là nguồn sáng trong đời. Về bí quyết giữ gìn tổ ấm gia đình, Minh Nguyệt cho rằng nó xuất phát từ tình yêu thương chân thành. Bên cạnh đó, việc tự cân bằng cuộc sống để đem lại hạnh phúc cho chính mình và những người thân cũng vô cùng quan trọng. Gia đình tôi thường có những niềm vui bên nhau rất đơn giản như cùng đi chợ, đi mua sắm hoặc có thể chỉ là đi mua biển cho con, rồi những buổi sinh nhật, kỷ niệm tại nhà. Chúng tôi không thường lựa chọn sự xa hoa hay cầu kỳ. Với tôi, ba người trong gia đình ở bên nhau là điều tuyệt vời nhất. Theo tôi, ngoài vai trò làm vợ, người phụ nữ nên là người bạn tri kỷ chia sẻ chuyện trò với chồng. Tôi và chồng vẫn có những lúc chuyện trò với nhau đến 4 giờ sáng, hoặc có những cuộc điện thoại kéo dài đến cả tiếng đồng hồ, Minh Nguyệt chia sẻ. Nghệ sĩ nhân dân Tự Long bảo anh may mắn vì gặp được người phụ nữ hiểu mình và chu đáo với gia đình chồng. Đó thực sự là hậu phương để người nghệ sĩ như anh yên tâm công tác và góp vui nghệ thuật dành tặng mọi người. Không chỉ là hậu phương vững chắc của nghệ sĩ Tự Long, Minh Nguyệt còn là người phụ nữ hướng thiện khi thường xuyên có những đợt làm từ thiện và kêu gọi bạn bè cùng chung tay giúp đỡ các em nhỏ được sinh ra nhưng bỏ rơi ở chùa hay những hoàn cảnh khó khăn thương tâm cô độc. Trong gia đình, Minh Nguyệt rất đảm đang. Cô không chỉ chăm lo tốt cho các thành viên mà rất chú trọng đến vấn đề sức khỏe. Tự Long nhiều lần bày tỏ sự tự hào, hạnh phúc khi có một người vợ tâm lý. Trở thành vợ của nam nghệ sĩ nổi tiếng đồng nghĩa với việc cuộc sống của Minh Nguyệt được chú ý hơn. Cô từng tâm sự, làm vợ anh Tự Long, tôi phải làm quen với nhiều thói quen mới của chồng cũng như những đặc thù công việc và hào quang của một người nổi tiếng mang lại. Tôi cũng thích nghi dần và tìm thấy những niềm vui trong đó. Anh Tự Long cũng thay đổi nhiều để phù hợp cũng như chia sẻ với tôi nhiều hơn, nên tôi cảm thấy cuộc sống dễ chịu và không có phiền muộn gì về sự nổi tiếng của chồng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.